Tencent Game mấy ngày vừa rồi ra mắt một cái video trailer kèm theo đó là cả gameplay về tựa game Hollow King World, một con game nhập vai hành động thế giới mở trong cái vũ trụ của Hollow King. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm xem là con game này thì video gameplay mới nhất nó có cái gì hấp dẫn anh em nha. Trong cái video này thực sự là Tencent làm quá tuyệt vời. Tencent thì nó làm những cái video giới thiệu game của nó kinh khủng lắm, nó đỉnh cao lắm anh em nhé. Vũ trụ của Vương giả Vinh Diệu. Cái này thì chắc là anh em nào chơi con game Vương giả Vinh Diệu và những anh em nào đam mê yêu thích cái tựa game MOBA thì chắc chắn là sẽ từng nghe thấy và hoặc là đã từng chơi thấy cái tựa game Vương giả Vinh Diệu rồi. Đây là một trong những cái tựa game MOBA phải nói là đỉnh cao trên mobile, đỉnh cao nhất hiện tại trên thế giới nha. Với cái lượng người chơi thì đa số đến từ Trung Quốc, quá là khủng khiếp. Người chơi quốc tế thì người ta cũng vượt rào để mà có thể là chơi được cái tựa game này. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có được Vương giả Vinh Diệu World hoặc là King World, vũ trụ của nhà văn hành động thế giới mở của IP Vương giả Vinh Diệu. Rất là mong là con game này sẽ được Tencent Game tối ưu giống như Vương giả Vinh Diệu Mobile. Anh em muốn nạp game uy tín, giá chiết khấu 25% cực ngon, hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên. Hỗ trợ nạp 24/7 cả ở Zalo và Facebook nha. Có vẻ như là trong cái năm 2024 sẽ là một năm bùng nổ có rất là nhiều những cái siêu phẩm. Những cái con game thế giới mở, nhà văn hành động thế giới mở cũng sẽ khá nhiều. Nó cũng vẫn chưa thể nào mà bão hòa được trong cái thế giới của dòng game nhập vai hành động thế giới mở em nha. Nhập vai hành động thế giới mở vẫn là một cái dòng game được rất là nhiều anh em yêu thích và hóng đợi. Và đặc biệt là con game này nó đã có cái tiếng của Vương giả Vinh Diệu rồi. Nên là cái sự thành công của Hollow of King World chắc chắn là một cái điều hiển nhiên. Chúng ta sẽ được gặp lại những cái nhân vật rất là quen thuộc trong Vương giả Vinh Diệu. Nói chung là một dòng game nhờ vai hành động thế giới mở nó sẽ khác rất nhiều so với Vương giả Vinh Diệu. Có thể là ở trong cái tựa game này nó chỉ lấy là những cái nhân vật của Vương giả Vinh Diệu và cái cốt truyện của cái dòng nhà văn động thế giới mở này nó sẽ khác bọt và nó sẽ hấp dẫn thôi anh em. Tencent thì làm game quá là tuyệt vời rồi và chúng ta có quyền được kỳ vọng là Honor of King World này sẽ là một siêu phẩm, có thể là sẽ sang năm 2023 là chúng ta mới có thể là trải nghiệm, có thể là ra mắt chính thức em nhé. Chúng ta có thể là trải nghiệm được tựa game. Tuy thế là do là game Trung Quốc và chắc chắn là nó sẽ chưa thể nào mà ra luôn được cái bản global. Có thể là game này nó dành riêng cho cái thị trường của Trung Quốc chẳng hạn. Thì Việt Nam của chúng ta hay là bất kỳ những quốc gia nào chắc chắn sẽ phải chơi theo những cái cách mà chúng ta đang chơi Vương giả Vinh Diệu MOBA. Có thể là fake IP, có thể là căn cước của Trung Quốc, rồi là số điện thoại của Trung Quốc. Nói chung là chơi game Trung Quốc bây giờ nó rất là nằng nhằng. Nên là căng thôi anh em. Hãy cùng cứ chờ đợi xem thế nào đã. Chứ bây giờ thì nói chưa biết thế nào được. Game này sẽ có mặt trên Android, trên iOS. Và mình nghĩ là có cả client trên PC giống như Genshin Impact. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Cái dòng game nhà văn hành động thế giới mở này thực sự là nếu mà nói chuẩn ra là đồ họa của nó quyết định khá là nhiều đến chất lượng của game. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cốt truyện. Mình thì lại là một cái kiểu người rất là thích những cái tựa game kiểu đồ họa đẹp ấy, đồ họa chất lượng, đồ họa mượt mà và trải nghiệm gameplay nó đã đời. Chứ mình cũng không phải là một kiểu người yêu thích kiểu cốt truyện game. Nói chung là tùy gu game từng người nha anh em, chúng ta không thể nào mà nói cái gì được. Không biết là trong vũ trụ của Vương giả Vinh Diệu Hollow King thì nó sẽ còn thêm những cái tựa game nào nữa hay không. Hiện tại thì chúng ta đã biết được đó là nhà văn hành động thế giới mở này. Chúng ta đã biết thêm được đó là game đối kháng này. Không biết là nếu mà nó ra thêm kiểu cả game gacha thì tuyệt vời nhỉ. Mình là một kiểu người rất là thích những cái dòng game kiểu gacha turn-based.
trong vũ trụ của Vương Giả Vinh Diệu mà nó ra thêm một dòng gacha turn bay nữa thì tuyệt vời đấy. Cái IP của Hall of King nó rất là lớn, rất là mạnh, tại vì cái bản MOBA của nó ra mắt quá là lâu rồi. Những cái nhân vật của chúng ta thì đã có những cái cốt truyện riêng rồi, nên là bây giờ Tencent người ta có thể là triển khai tất cả những cái dòng game hiện tại có đều khả thi hết. Nhập vai hành động thế giới mở, gacha, turn bay, đó thì dạng game đối kháng, dạng game kiểu thẻ bài cũng có thể là chiến được. Rất là nhiều những cái thể loại anh em ạ. Anh em hãy tải ngay Gear Potter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé.